Và mình nhận ra cái cuộc đời này không phải cứ dùng một công thức là nó sẽ cho ra những cái kết quả giống nhau. Không phải cứ khuyên là ok, có gì cũng cứ nói ra là sẽ được. Xin lỗi, nếu video này chưa giải quyết được vấn đề cho bạn, mà còn đặt ra một cái vấn đề nan giải khác, bắt bạn tự đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Video ngày hôm nay là một chủ đề khó nói. Nó là một khuất mắc trong lòng mình gần đây. Do một vài dự định cá nhân, mình đặt ra một cái nguyên tắc, đó là mình sẽ tập quan sát và ghi lại cái điểm yếu của bản thân mình. Khi mà nhận thấy cái điểm yếu và ghi ra rồi á, thì mình chợt nhận ra, à thì ra không phải chỉ có một mình có cái điểm yếu đó. Khi mà nghe những cái câu chuyện của mọi người xung quanh á, thì mình nhận ra một điều là à, họ cũng giống như mình, và vấn đề của tụi mình á, nó đều xoay quanh ba từ: không nói ra. Trước khi đi tiếp với video thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Link để ở dưới phần mô tả nha. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích, và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo, để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Ok, bắt đầu với video bằng ba từ: không nói ra. Có những điều chúng ta không nói ra thì đối phương sẽ không hiểu. Đồng ý chưa? Tới đây á, thì thật sự mình không biết diễn đạt nó như thế nào nữa. Tại vì không phải là không có ý nha, mà có nhiều chuyện á, mình suy nghĩ trong đầu nó lại là một chuyện, mà mình có thể diễn giải được những cái suy nghĩ của mình ra cho người xem hiểu, nó lại là một chuyện khác. Điều mà mình ngộ ra được trước cả cái điều không nói ra, đó chính là không phải cứ có gì cũng nói ra cả. Người xưa có câu đó là ruột để ngoài da, họa từ miệng mà ra. Tới đây thì mọi người đã nhìn thấy cái sự mâu thuẫn trong lòng mình, cũng như là cái điều mà mình muốn đề cập trong video ngày hôm nay chưa? Mình không nói, đối phương sẽ không hiểu. Nhưng không phải cứ nói ra là sẽ giải quyết được. Cái ranh giới giữa hai cái sự việc này nó là cái gì? Và khi nào nên nói và khi nào không nói ra? Bây giờ mình sẽ đưa một cái ví dụ thực tế nha. Ví dụ bạn đang đi hát karaoke với bạn bè đi. Bạn chọn bài Cánh Đồng Yêu Thương. Bạn của bạn thì chọn bài Yêu Thương Gì Tầm Này. Theo đúng thứ tự thì bài Cánh Đồng Yêu Thương nó phải lên trước và được hát trước. Nhưng không biết vì lý do gì, cũng không báo cho bạn một tiếng luôn, cái bài Yêu Thương Gì Tầm Này nó lại được ưu tiên lên. Rồi, khúc này bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Một là nói ra và hai là im lặng. Mà cuộc đời nó chính là cái chuỗi sự kiện có mối quan hệ nhân quả liên quan tới nhau. Có rất là nhiều quyết định bạn đưa ra chính là dựa vào những cái sự kiện trước đó. Bạn nói ra, ủa sao bài của tôi bây giờ ở dưới vậy? Thì cho dù cái cách bạn nói là giỡn chơi, ngại ngại hay là nghiêm túc, cứng rắn, thì khi bạn đã chọn nói ra thì cái bầu không khí lúc đó nó đã thay đổi rồi, nó đã trở nên ngột ngạt hơn. Hoặc là do chính cái góc nhìn của bạn cảm thấy là cái bầu không khí nó đã ngột ngạt rồi. Chúng ta chỉ bàn cái cách vận hành hiện tại, chưa bàn tới cái hệ quả sau đó nha. Rồi, đến với một cái sự lựa chọn mà được nhiều người lựa chọn. Nói đúng ra là khi mà chúng ta không chọn gì cả là lúc chúng ta đã chọn im lặng. Bạn im lặng và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nực cười ha. Rõ ràng trên lý thuyết là chúng ta đều biết là chúng ta không thể để, không thể ôm phần thiệt vào người. Nhưng mà thực tế thì chúng ta vừa chịu thiệt, chúng ta vừa giả vờ như là không hề có cái điều đó xảy ra. Thật sự thì có nhiều cái lý do dây mơ rễ má. Như mình đã nói ở trên á, thì cuộc đời chính là tập hợp các chuỗi sự việc có mối quan hệ nhân quả liên quan tới nhau. Bạn im lặng có thể vì bình thường họ đối xử tốt với bạn, và bạn cũng là một người dễ tính. Tới đây chúng ta sẽ nói đến kết quả mà chúng ta có thể chứng kiến được
quả của việc chọn nói ra thì có thể cái người bạn ấy nó sẽ giữ kẻ lại. Bạn bảo vệ được quyền lợi của bản thân bạn, bạn có tiếng nói hơn. Kết quả của việc chọn không nói ra, chọn im lặng là mọi việc nó vẫn xoay theo cái quỹ đạo thường ngày. Chỉ có một mình bạn ấm mức thiệt thòi trong lòng này. Hai cái lý do này nó khiến cho mình phải luôn cổ vũ bản thân học cách nói ra. Còn đến với cái kết quả của việc mà chúng ta không thể dự đoán được á, nói là không thể dự đoán được thì làm sao mình biết, mình chia sẻ trên clip. Thực ra thì mình đã trải qua nhiều kết quả không thể dự đoán được của việc nói ra nha. Thì có thể á, mình dùng từ có thể nha, người bạn ấy sẽ giữ kẻ với chúng ta lại một tí. Trong đầu họ sẽ nghĩ là chúng ta là một kẻ tính toán chi ly. Khi chọn im lặng á, điều này mới đáng sợ nè. Thì có thể cuối buổi họ đòi mời bạn cái chầu hoác ấy, rủ bạn đi ăn, thực hiện một cái hành động gì đó tốt với bạn. Nói chung á, là khi mà bạn chọn không nói ra, cuối cùng bạn nhận được một cái phần lợi bất ngờ. Lúc này á, bạn sẽ có suy nghĩ là cũng hơn hồi nãy mình chọn cách không nói ra, rồi tự cảm ơn vì đã im lặng. Điều này thật sự đáng sợ. Kiểu mà bị thao túng tâm lý ấy, ngày càng chọn cách im lặng, thỏa hiệp, rồi từ đó chôn vùi luôn cái sự công bằng dành cho chính bản thân mình. Không biết nên nói với một cái tâm thế nào nữa. Thật sự thì không nói ra, xoay quanh nó cũng đã tồn tại rất là nhiều vấn đề rồi. Như là góc nhìn của mỗi cá nhân quyết định cho cái việc nói ra hoặc là im lặng nè. Rồi cái tôi nè chi phối cái việc lời nói bạn nói ra nè. Và phần lợi bất ngờ đến từ cái việc bạn đã im lặng nè, như là mình đã đề cập phía bên trên, vân vân. Và mình nhận ra cái cuộc đời này không phải cứ dùng một công thức là nó sẽ cho ra những cái kết quả giống nhau. Không phải cứ khuyên là ok, có gì cũng cứ nói ra là sẽ được. Và đương nhiên chắc chắn là sẽ không im lặng, thỏa hiệp để mà chôn vùi cái sự công bằng của bản thân rồi. Bài học mình muốn nhắn nhủ trong video này á hả? Mình nghĩ là ở thời điểm này mình sẽ chọn cách im lặng. Vì mình cảm thấy bản thân chưa đủ. Video này mình chỉ nói với mọi người, tâm sự với mọi người cái nỗi băn khoăn trong lòng của mình, để những ai trong hoàn cảnh tương tự có thể đồng cảm, có thể nhận diện sâu sắc vấn đề. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng học. Nhận diện sâu sắc vấn đề, nó là một cái điều cốt lõi. Để rồi sau đó trong cuộc đời của mọi người sẽ có những cái cách giải quyết của riêng mình. Và mình hy vọng là lúc đó mọi người hãy chia sẻ với mình nha. Mình với niềm hy vọng khi tạo ra ký kỳ cục là chúng ta có thể lắng nghe chính bản thân mình nhiều hơn. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Xin lỗi nếu video này chưa giải quyết được vấn đề cho bạn, mà còn đặt ra một cái vấn đề nan giải khác, bắt bạn tự đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Chào tạm biệt, và hy vọng mọi người vẫn muốn gặp lại mình. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.